Thưa quý vị, sau khi người dân phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều có phản ánh về tình hình mất an toàn tại các bãi cọc cặp cầu Rạch Ngõng và dự án xây dựng kè cặp cầu Rạch Ngõng kéo dài từ nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, Ban quản lý dự án ODA thành phố đã khẩn trương lập thủ tục để điều chỉnh lại dự án này. Theo đó, do dự án xây dựng kè Rạch Ngõng tiếp giáp với kè Bốn Sáng thuộc dự án 2, tuy nhiên đến nay dự án 2 đã khép lại. Do đó, Ban quản lý dự án ODA tiếp tục làm thủ tục đề xuất Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư để đưa dự án này vào dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng với đô thị và dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm nay. Thứ nhất là chưa có giải phóng mặt bằng được, cho nên là nhà thầu chưa có thi công được, thì hết hiệu lực cái dự án thì ngân hàng nó cắt cái tài trợ, cho nên là cái phần cọc nó còn nằm ở đó mấy năm nay. Còn về tiếp nối thì hiện nay thì ban cũng đã có cái thiết kế và bổ sung vào cái dự án 3, cái hai gói thầu phát sinh đó, thì sẽ đưa vào dự án 3 sẽ thực hiện tiếp cái hoàn thiện cái phần kè này. Bây giờ là thiết kế đã xong rồi và đang lấy ý kiến của các sở ngành. Lấy ý kiến sở ngành xong thì phải gửi cho Bộ Xây dựng để thẩm định. Và thẩm định xong thì về mới thực hiện công tác đấu thầu. Nếu mà thuận lợi thì cả khoảng tháng 11 mới triển khai được.